Các bạn đang đến với chương trình Right của Hoàng Phi. Yeah. Vâng, Phi là một người yêu xe máy. Đó là điều mà tất cả mọi người đều biết. Phi thường nói chuyện đó hàng ngày. Và ngày hôm nay Phi muốn có một chương trình có những thông tin về xe máy. Tất cả từ style chơi xe, cách độ xe, cách mua xe, chọn xe, trang phục, quần áo, cách chạy xe, tất cả mọi thứ. Và đó là mục tiêu của chương trình ngày. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến một thương hiệu mô tô mà nó cực kỳ lớn. Bất kỳ biker nào cũng biết về hắn. Đó chính là Harley Davidson. Yup, yup. Đây là Harley Davidson, sản phẩm của một nhà sản xuất xe máy phải nói là hàng đầu thế giới về uy tín cũng như là chất lượng. Harley Davidson được sản xuất từ năm 1903 dưới đôi tay của William Harley và anh em nhà Davidson. Và kể từ đó, thương hiệu Harley đã trở thành một thương hiệu uy tín được các biker tin chọn. Mỗi chiếc xe Harley đều có một kiểu dáng riêng, những logo riêng dành cho những dòng xe đó và âm thanh thì rất đặc trưng. Ai mà chơi xe, ai mà đam mê dòng xe này chỉ cần nghe tiếng thôi là chúng ta đã biết được đó là tiếng xe của Harley. Và như Phi được biết thì logo của Harley Davidson là một trong những logo được xăm nhiều nhất trên thế giới. Một thông tin mà Phi đọc được, và các bạn đã thấy được cái độ rộng rãi của Harley Davidson. Phong cách và cá tính là điều mà Harley Davidson muốn mang tới cho cái biker của chúng ta. Đa phần những biker chọn Harley thì đều chăm chút và làm chiếc xe của mình trở nên có một dấu ấn riêng của bản thân. Chiếc xe của bạn, phong cách của bạn lúc nào cũng phải cá tính và tự do, và đó chính là phong cách mà Harley Davidson muốn mang tới cho các biker của chúng ta. Yeah. Vâng, nãy giờ chúng ta đã nghe rất nhiều thông tin về thương hiệu Harley Davidson. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe xem mọi người suy nghĩ như thế nào về thương hiệu Harley Davidson. Dạp dạp. Harley Davidson là một thương hiệu lớn. Một thương hiệu rất là nổi tiếng. Cái xe đó thì cái dòng xe của Mỹ, nó rất là bền. Tiếng động cơ của Harley thì nó rất là chậm và rất là uy lực. Thực sự nó chưa phải là sự lựa chọn của mình ngay bây giờ. Kiểu dáng xe nó không có phù hợp với lại vóc dáng của người Việt Nam. Nói chung là nó khá to. Nãy giờ Phi đã nghe các bạn nói rất nhiều về khối lượng cũng như là kích cỡ của những chiếc Harley Davidson. Hoàn toàn đồng ý với chuyện đó, Phi hoàn toàn đồng ý với chuyện đó. Đây, Phi đang ngồi trên một chiếc Touring rất lớn và nặng. Nhưng mà đây không phải là những chiếc xe duy nhất của Harley Davidson. Yeah. Lo lắng về kích cỡ cũng như trọng lượng, ok, chuyện đó rất là nhỏ. Đây, như các bạn đã thấy, 48 và Ariane 883 là những dòng xe phù hợp với người châu Á. Đó là những đánh giá của những người đã từng chơi xe. Như các bạn đã thấy, Phi chỉ có 1m73 thôi. Và phù hợp mà bém bém. Đối với tụi anh, như giới trẻ tụi anh á, thì nó chưa có thích tới cái xe đó. Thật sự thì em rất là thích mua một chiếc Harley, nhưng mà đối với những người trẻ như em thì có những cái vấn đề, đó là bọn em phải tiết kiệm tiền trong một khoảng thời gian thì bọn em mới đủ khả năng để mua một chiếc Harley. Trước khi thương hiệu Harley Davidson về Việt Nam, thì đối với những người chơi xe thì sở hữu được một chiếc Harley là một điều cực kỳ xa vời, cực kỳ khó khăn. Đó là lý do tại sao những người chơi xe luôn nói Harley sẽ là mốc đến cuối cùng, tại vì rất khó để có thể sở hữu được Harley ở thời gian đó. Nhưng bây giờ thì khác. Yeah. Harley Davidson đã về tới Việt Nam và rất nhiều ưu đãi dành cho khách hàng cũng như là các bạn trẻ mới bắt đầu đam mê xe. Chỉ cần bạn đủ đam mê, ok, Phi nghĩ là bạn sẽ có được một chiếc xe trong mơ. Hấp dẫn. Vâng, và hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì các bạn có thể chọn ra một chiếc xe mà các bạn yêu thích. Đừng quan tâm tới chuyện kích cỡ cũng như là độ tuổi. Harley luôn có những dòng xe phù hợp cho các bạn. Và đối với bản thân Phi thì Harley là một thương hiệu Phi cực kỳ yêu thích. Đó là lý do tại sao ở số đầu tiên này chúng ta sẽ nói về Harley Davidson. Hy vọng là các bạn sẽ theo dõi xuyên suốt cùng với Hoàng Phi để biết được những thông tin về xe của chương trình Ride. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đã nhớ, các bạn đang theo dõi Ride cùng Hoàng Phi. Yup, yup. Nếu bạn đam mê về xe, hãy click vào đây. Yup, yup. Và nếu thích Phi thì cũng có thể click vào đây. Xe thì càng tốt. Yup.